con đường dù là đôi khi
là cô gái tuyệt vời, nàng tiên trong anh đã bao lâu tìm kiếm. You are my love, my life, my heart, my soul. Bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Chào đón tất cả quý vị đã cùng trở về với khán phòng đại tiệc tư gia của Vũ Quy Gia Đình Hội Nhà Gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và ngày hôm nay gia đình nhà gái ông Vũ Văn Duẩn và Chu Thị Hạnh là song thân phụ mẫu của cô dâu Anh Thư ở tại phố Trung, xã Hưng Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã được chào đón tất cả quý vị quan khách, đặc biệt là gia đình họ nhà trai của chú rể Nhật Trường đã cùng trở về đây để cùng chung niềm vui, niềm hạnh phúc này cùng với gia đình. Xin được thay mặt cho gia đình nhà gái xin được gửi lời cảm ơn, lời tri ân chân thành sâu sắc nhất tới tất cả quý vị đã cùng trở về để cùng chung vui niềm hạnh phúc này cùng với gia đình, để cùng chúc phúc tới cho Anh Thư cùng với Nhật Trường. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì xin mời Anh Thư cùng với Nhật Trường của chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để cùng trở về sân khấu hạnh phúc này, để chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ vô quy cho hai bạn theo đúng giờ quy định mà hai bên gia đình chúng ta đã định. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây để chính thức ra mắt cặp tân lang tân đẹp nhất của chúng ta ngày hôm nay, đó là chú rể Nhật Trường và cô dâu Anh Thư. Và bây giờ chủ nhân của hội trường tình yêu, hai bạn đang rất là lồng lẫy trong trang phục ngày cưới. Và ngay sau đây xin tất cả quý vị chúng ta hãy dành cho cô dâu và chú rể một tràng vỗ tay thật to, thật lớn, nồng nhiệt để cùng chào đón cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Quý thưa quý vị thân mến, thật đúng là nhờ ơn cô bác giúp lời mà chị em giúp của âm trời đình đôi, và mong muốn bấy lâu nay của cô dâu Thư và chú rể Nhật Trường đã trở thành hiện thực. Và ngày hôm nay cũng là ngày đẹp nhất, giờ này cũng là giờ tốt nhất. Và để cho quý vị không phải chờ lâu, xin được phép xin chào tuyên bố chương trình lễ vũ quy của Nhật Trường và Anh Thư chính thức được bắt đầu. Và xin được đề nghị hai bạn sẽ nghiêng mình cúi chào toàn thể hội trường ngày hôm nay một cái cúi đầu thật là lịch sự. Và một tràng vỗ tay nữa thật to, thật lớn và nhiệt của quý vị ạ. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ
xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên sao giữ em tay trong tay. Những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ mơ. Trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu. Sao em vẫn luôn là người thứ tha? Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho I
mang cho em những dáng người bên cạnh em mãi thôi. Từ giờ anh cố gắng chẳng để em phải buồn. Từ giờ về mai sau dành em mọi điều em muốn. Nhiều lần giận hơn nhau đôi chúng ta từng phải nói chia tay mà. Sao em vẫn luôn là người thứ ba? Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Hạnh phúc trong gian, lời hát xin ca cho chúng ta một đêm muốn say còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta. Tháng đẹp nhất, họ nhà trai cùng họ nhà gái được sự nhất trí của chính quyền địa phương cho phép hai gia đình chúng ta tổ chức lễ vu quy cho hai cháu. Đến giờ chuẩn bị đến giờ hoàng đạo, họ nhà trai chúng tôi xin phép được đón cô dâu về hôn trường của nhà trai chúng tôi, và chúng tôi kính mời đại diện tất cả họ nhà gái cùng họ nhà trai về hôn trường họ nhà trai, và chúng tôi dành một xe 29 chỗ ngồi cho họ nhà gái. Chúng tôi kính mời ông bà Duẩn cùng với các cụ công, các bà họ nhà gái cùng về hôn trường họ nhà trai chúng tôi để dự đón lễ vu quy tại họ nhà trai tôi ạ. Xin chân thành cảm ơn. Em xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, hương thơm còn vương nhẹ nhàng nơi đây. Anh như người say theo em mỗi bước qua, anh như một gã ngu ngơ khờ dại. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thở. Cho anh được cầm tay để dìu em bước lên con đường hạnh phúc đôi ta đợi chờ. Cười lên đi cô gái, là em chứ ai, ngại chi lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một ánh trăng, đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh êm ái sẽ đánh thức em dậy. Cười lên đi cô gái để cho anh thấy vui, anh hứa trọn đời ở bên anh nhé. Mai, nụ hôn anh êm ái sẽ
ấm áp đêm nay, anh sẽ ghi nhớ mãi giây phút này. Ánh mắt ấy lung linh, ly rượu mừng ngày hạnh phúc. Cười lên đi cô gái, là em chưa ăn, ngài chỉ lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng, đẹp như một anh trăng. Và Chu Thị Hạnh là song thân phụ mẫu của cô dâu Anh Thư. Và chắc hẳn rằng từ khi sinh ra và lớn lên thì Anh Thư của chúng ta đã nhận được sự yêu thương, sự bao dung che chở của bố mẹ, cho đến ngày hôm nay đã khôn lớn trưởng thành và cũng đã chọn được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Và đứng phía bên cạnh của Anh Thư, chúng ta cũng rất là dễ nhìn thấy vẻ đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Người con trai yêu của gia đình nhà trai ông Nguyễn Đức Lương và Trịnh Thị Bích là song thân phụ mẫu của chủ rể Nhật Trường. Và kính thưa tất cả quý vị, quan khách thân mến, ngày hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2019, nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi. Ngày hôm nay, gia đình nhà trai ông Nguyễn Đức Lương và Trịnh Thị Bích là song thân phụ mẫu của chủ rể Nhật Trường ở tại phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, vui lòng được viết chung tên trên cánh nhật hồng với gia đình nhà gái ông Vũ Văn Duẩn và Chu Thị Hạnh là song thân phụ mẫu của cuộc sống Anh Thư ở tại phố Trung, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Và ngay trong khoảnh khắc yêu thương đầu tiên này, chúng tôi cũng không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa đâu ạ. Chúng tôi cũng xin được long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Nhật Trường xây dựng cùng với cuộc sống Anh Thư xin được bàn phép bắt đầu. Chúng tôi sẽ được một chào và rất là lớn để chúc mừng, xin mời. Quý vị các cụ, các ông, các bà, các vị cơ nên khách quý của hai bên gia đình thân mến. Và hiện diện tại sân khấu chính ngay lúc này, đó chính là hai vị đại diện cho hai bên dân tộc họ Mạc của chúng ta cũng đã trở về với sân khấu này rồi. Và xin mời tất cả quý vị sẽ nở một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, các cụ ngày xưa chúng ta cũng đã có câu nói rằng, và đúng là con ơi muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời cha ông dặn dò. Và đúng là muốn qua sông thì phải lụy đò, mà muốn còn hạnh phúc thì phải dặn dò đôi câu. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng trở về với lời phát biểu trao dâu của vị đại diện gia đình họ nhà gái trong ngày hôm nay. Một lần nữa con xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, suốt trong quá trình tìm hiểu của hai cháu, đến hôm nay đã chính thức được chín mùi. Chúng ta vẫn biết là 100 năm mới có một năm, một năm chỉ có một tháng, một tháng chỉ có một ngày, cũng chỉ có một giờ đẹp nhất.
Giờ này, ngày này, tháng này, năm nay là ngày đẹp nhất của cháu tôi. Hôm nay được sự đồng ý của hai bên gia đình, chúng tôi cùng nhau tổ chức lễ đại hỷ cho hai cháu. Lời đầu tiên, thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin gửi những tình cảm trân trọng nhất tới toàn thể các cụ, các ông, các bà và các quý vị đang có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cháu Trường và cháu Anh Thư đã tìm hiểu rất lâu, điều mong ước của hai bên gia đình chúng tôi là được xây dựng hạnh phúc cho hai cháu. Đến hôm nay, thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin được trao cháu tôi về làm dâu, làm con của bên gia đình nhà ông Lương và Bích, và đón nhận cháu Trường làm con rể của bên gia đình họ Ngoại chúng tôi. Chúng tôi muốn rằng hai cháu là dâu hiền, rể thảo cho hai đình. Nhưng trước tiên, để mong muốn được điều này, thì chúng tôi mong muốn hai bên gia đình chúng ta cùng nhau ra sức dạy bảo cho các con, các cháu. Ông cái xin can dặn cháu là về làm dâu, cháu phải hết sức lắng nghe ý kiến của chồng, của bố mẹ, của các cụ, các ông, các bà. Và ông xin chúc cho hai cháu luôn luôn hạnh phúc mãi mãi. Và cũng xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà đang có mặt trong buổi đại hỷ của hai cháu chúng tôi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, một lần nữa cô xin được cảm ơn những lời phát biểu của vị đại diện gia đình họ nhà gái rất nhiều. Tuy rằng ngắn gọn nhưng trong đó chất chứa mang đầy ý nghĩa, mang đầy thông điệp yêu thương muốn dành tặng tới cho hai cháu yêu của mình phải luôn sống tốt đời đẹp đạo như hai bên gia đình đã hẳn mong muốn, thưa quý vị. Và khi tôi thật quý vị, quan khách thân mến và họ nhà gái cũng đã có lời phát biểu rồi, thì họ nhà trai của chúng tôi cũng có đôi lời đáp lại vài câu ân tình. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng trở về với lời phát biểu của vị đại diện gia đình họ nhà trai, và cũng có đôi lời phát biểu đáp từ dành tình cảm cho tất cả quý vị, và đặc biệt hơn nữa là dành tình cảm cho họ nhà gái trong ngày hôm nay. Một lần nữa con xin được trân trọng kính mời. Xin kính thưa các cụ, công các bà cùng cô chị chú bác của hai nhà bốn họ. Hôm nay là ngày đẹp nhất, ngày lành, và giờ cũng là giờ hoàng đạo, được chính quyền địa phương cho phép các cháu được kết hôn, và pháp lý đã công nhận hai gia đình đã rất là cố gắng lo hạnh phúc cho các cháu. Đến hôm nay chúng ta đã tiến hành những cái bước đã thành công tốt đẹp. Hôm nay là lễ đại hỷ phu quy của hai cháu, và họ nhà gái cũng đã có lời trao con dâu của nhà mình cho họ nhà trai chúng tôi. Trước hết, họ nhà trai tôi xin phép thay mặt các cụ ông các bà bên họ nhà trai và thay mặt cho ông bà Lương Bích, chúng tôi xin nhận cháu Anh Thư về làm con dâu, cháu dâu của họ nhà trai chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn sự có mặt của các cụ công các bà họ nhà gái cũng đã đưa cháu tôi về đây, và chúng tôi rất biết ơn các cụ công các bà đã rất thương các cháu, đưa cháu về thải hôn trường nhà trai chúng tôi. Trước khi trường đời, chúng tôi xin phép được trao đổi với các cháu. Các cháu cũng đã khôn đã lớn, nhưng ta còn tiếp tục còn học tập, còn phải rèn luyện. Và họ nhà trai chúng tôi xin hứa với họ nhà gái, chúng tôi tiếp tục giúp đỡ cháu, tạo mọi điều kiện cho cháu Anh Thư cũng như cháu Nhật Trường sớm hòa nhập với cuộc sống mới của gia đình nhà trai. Và chắc chắn các cháu cũng sẽ hoàn thành tốt cái vai trò của mình là dâu hiền, rể thảo. Vâng, kính mong các cụ công các bà chúng ta tiếp tục, hai nhà bốn họ tiếp tục cùng có trách nhiệm, cùng vun đắp cho các cháu và cùng giúp đỡ các cháu để các cháu có cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất, hạnh phúc trăm năm. Và chúc cho các cháu từ giờ đến cuối năm, con đợt màng này các cháu sẽ sinh được một cháu trai thật là tuyệt vời. Đó là con đợt vàng. Xin cảm ơn. Vâng, xin mời hai bác sẽ cùng tiến lên phía trước một bước và cùng trao cho nhau những cái nắm tay thật chặt để cho nhà nhiếp ảnh gia sẽ cùng ghi lại khoảnh khắc đẹp này. Và ngày hôm nay chúng con cũng được trở về từ âm thanh ánh sáng Đức Tuyền. Xin được kính chúc cho tình cảm thông gia hữu hảo của hai gia đình chúng ta sẽ luôn luôn gắn bó bền chặt keo sơn để hướng tới niềm vui, niềm hạnh phúc vẹn tròn cho các con, và là những người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng một công trình mang tính vĩnh cửu, ngôi nhà hạnh phúc được viết chung tên trên đôi con trẻ Nhật Trường cùng với Anh Thư, thưa quý vị. Cầm tay nhau bước trong
giao thừa đón xuân đang về với tình yêu. Trái đất này ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên em say trong sẽ cùng nâng lên tư liệu Hồng Ngọc Viên dành tặng tới cho người bố thân yêu của mình đi ạ. Và với ly rượu thứ hai, xin mời Nhật Trường sẽ cùng dành tặng tới cho người bố thân yêu của cô dâu Anh Thư. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu này để cùng chứng kiến hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Đó chính là tình nghĩa thông gia của hai gia đình qua sự kết nối tình yêu của Nhật Trường cùng với Anh Thư. Và con xin mời hai người bố thân yêu sẽ cùng cùng nhau cùng ly đi ạ. Và xin mời quý vị sẽ nở một tràng pháo tay lớn nữa để chúc mừng cho tình nghĩa thông gia đi ạ. Chú rể cùng với nàng dâu sẽ cùng tiếp tục nâng lên hai ly rượu hôm nay để chúng ta sẽ cùng nhau uống ly rượu do vôi qua sự chứng kiến, qua sự chúc phúc của bố mẹ của cùng và tất cả quý vị. Và với phần ly rượu do vôi này thì xin mời hai người bố thân yêu sẽ cùng với hai con của mình uống ly rượu hôm nay. Đây chúc lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành tặng tới cho hai con đi ạ. Xin mời đại gia đình. Chương trình sẽ tự chúc cho tất cả quý vị, đặc biệt là hai bên gia đình của chúng ta sẽ luôn được sắc trọng hào hiệp, long phục hoàng hợp và phú quý vạn niên. Xin được cảm ơn hai bên gia đình rất nhiều. Này anh ơi, em yêu anh rồi. Từ lúc ánh mắt ta gặp nhau, từ đó anh đi cuộc đời này, anh sẽ chỉ sống để yêu riêng mình em. Cuộc sống bỗng ý nghĩa nhiều hơn. Tình yêu mang cho anh sức mạnh to lớn để anh vượt qua bao nhiêu sóng gió. Mình cưới nhau đi em ơi, sẽ giấc mơ chung đời, hai trái tim bồi hồi kết nối. Từ giây phút anh mỉm cười đã thắp sáng lên cuộc đời. Một ngày ta sẽ mãi bên nhau. Xã hội rồi anh về theo em, để câu hát vẫn vương trong lòng. Nước sông kia
rằng là tình chúng ta chẳng về đâu, rằng là tình sẽ qua chẳng là lâu. Chỉ còn lại sau lưng.